Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với top 5 phim hay. Video clip lần này sẽ gửi đến mấy bạn top 5 bộ phim hay do IMDb đánh giá. Và đây được xem là top 5 bộ phim hay nhất mọi thời đại. Mời các bạn theo dõi bộ phim đầu tiên, top 5. Bộ phim được mang tựa đề Schindler's List. Phim được dựng lại dựa trên lịch sử có thật. Bộ phim được dựa trên cuộc đời của Oskar Schindler, là một doanh nhân người Đức đã cứu sống hơn 1.000 người. Trong đó, phần lớn những người được ông cứu là người Do Thái gốc Ba Lan, tị nạn trong thời kỳ của phát xít Đức, tàn sát người Do Thái. Schindler là một thành viên của đảng quốc xã. Schindler đã đút lót cho bọn lực lượng vũ trang Đức và các sĩ quan của SS, rất mát tay và mua lại nhà máy để sản xuất đồ dùng gia đình bằng men. Để giúp cho việc quản lý doanh nghiệp của ông, Schindler đã nhờ tới sự giúp đỡ của Eustach Stahl, một sĩ quan Do Thái địa phương, có liên hệ với những người buôn ngoài chợ đen và cộng đồng kinh doanh của người Do Thái. Stahl đã giúp cho Schindler phân phối và cũng như các khoản vay để cung cấp chi phí cho nhà máy hoạt động. Schindler đã giữ mối quan hệ rất tốt với bọn Đức quốc xã và sống giàu sang địa vị của một director. Còn Stahl thì lo việc quản lý. Schindler đã thuê công nhân người Do Thái vì vậy nguồn lao động rất rẻ mạt. Còn Stahl có nhiệm vụ đảm bảo rằng càng nhiều người được chứng nhận là lao động thiết yếu cho việc chiến tranh của người Đức càng tốt. Bởi vì điều này giúp cho công nhân người Do Thái tránh khỏi việc bị chuyển tới các trại tập trung và bị giết. Theo góc nhìn của top 5 phim hay, đây là một bộ phim khẳng định về một giá trị nhân loại và khi ông sống và làm việc cũng như là khi mà ông giải cứu người dân Do Thái khỏi bọn SS thì tất cả những gì ông làm đều đã được thể hiện và đây là một người thật việc thật. Đây là một bộ phim có thể nói là ban đầu có thể gây nhàm chán với những đoạn đầu phim đưa những tình tiết mà mình phải chấp nhận theo mấu chốt của lịch sử. Nhưng nó sẽ rất là hay khi mấy bạn coi những cái cách khi mà một con người sống trong một xã hội và người ta có lòng yêu mến nhân loại, cứu nhân loại như thế nào. Tiếp theo mời các bạn đến vị trí thứ tư. Bộ phim 12 người đàn ông giận dữ. Bộ phim có nội dung một thanh niên bị tình nghi giết cha ruột của mình. 12 người bồi thẩm đoàn bắt đầu phiên làm việc của mình và tất cả hội thẩm viên đều mong muốn kết thúc nhanh chóng vụ án vì các chứng cứ đã quá rõ ràng, trừ duy nhất một người. Ông không muốn sinh mạng của một con người lại có thể bị quyết định chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút. Ông có một sự nghi ngờ riêng đối với vụ án kỳ lạ này và ông quyết định là tìm cách thuyết phục mọi người. Nhưng ông sẽ làm gì để giúp cho cậu bé và thuyết phục những người bồi thẩm đoàn kia? Bộ phim thực sự lôi cuốn và hấp dẫn. Tuy với rất ít diễn viên nhưng mà nói lên rất nhiều tính chất nhân văn. Rất nhiều loại cảm xúc được thể hiện trên mỗi cá nhân như giận dữ, kiên định, bình tĩnh, tự ái cũng như là nhiều loại cảm xúc khác. 12 người đàn ông giận dữ là bộ phim được tôn vinh cho những chuẩn mực của nghệ thuật điện ảnh. 12 người đàn ông giận dữ còn nhận được rất nhiều giải thưởng và cũng như là các vị trí rất là cao trong những bộ phim hay nhất mọi thời đại hoặc những bộ phim truyền cảm hứng cho con người nhiều nhất. Top 5 phim hay cũng rất mong mấy bạn sẽ đón xem bộ phim này. Tiếp theo đây là vị trí thứ 3. Bộ phim được mang tên The Dark Knight hay còn gọi là Kỵ sĩ bóng đêm. Bộ phim có nội dung chính về người dơi bước vào giai đoạn cam go nhất trong cuộc chiến chống lại cái ác của tên tội phạm bậc thầy The Joker. Tiếp tay cho Joker là toàn bộ tội phạm của thành phố Gordon, những kẻ đã bị người dơi, trung úy Gordon và luật sư Harvey thu hẹp đất sống. Thành ra bọn tội phạm đã cùng nhau tấn công rất nhiều khiến cho người dơi lúng túng. Người dân thì không dám ra đường buổi tối vì sợ bị giết hại. Mọi lối ra vào của thành phố bị phong tỏa. Tất cả đều là do Joker sắp đặt. Luật sư Harvey và cô bạn lâu năm của người dơi là Richard Dale bị lôi vào nhà kho và chứa bom hiện giờ. Đó là quỷ kế sắp đặt của Joker, khiến cho người dơi không kịp cứu bạn của mình. Luật sư Harvey may mắn thoát chết nhưng lại bị cháy nửa mặt.
luật sư Heavy đã trở thành kẻ lưỡng diện xấu xa trong số các nạn nhân của y bởi vì sự mất mát về cái chết của nàng Trail. Một khi chân lý đã bị biến đổi thì Batman người dơi đã không muốn dân chúng của Gotham mất đi tinh thần khi biết về sự thật của người đứng đầu thành phố, đó là luật sư Heavy đã trở mặt. Người dơi đã quyết định là đứng ra là nhận tội thay cho Heavy. Ngoài ra trong bộ phim thì diễn viên Joker đã thể hiện rất xuất sắc thành của vai diễn của mình, đã bộc lộ được bản chất xấu xa cũng như là tinh vi về tội ác của họ. The Dark Knight năm 2008, đây là một bộ phim được đánh giá rất nhiều của giới chuyên môn. Phim đã thể hiện rất cốt lõi rất nhiều về sự sống, cái chết, cái xấu và cái ác. Hãy tạm quên lắng top 3 đi và chúng ta hãy đến với top 2 của bộ phim. Đó chính là bộ phim Godfather, Bố Già. Đây là một bộ phim có thể nói là cho chúng ta thấy một góc độ khác của Mafia. Vito Corleone thường được bạn bè và người cộng tác gọi là Bố Già, cùng với người cố vấn là con nuôi Tom Hagen. Nhân vật chính của chúng ta mang phong thái rất điềm tĩnh và thể hiện một phong cách Mafia rất hiện đại. Ông thường có câu nói: "Tôi sẽ đưa ra một đề nghị mà hắn không thể từ chối." Sau đó nhà Coleno gặp một tay buôn bán heroin và có biệt danh là gã người thổ. Do bất đồng trong quan điểm kinh doanh nên xảy ra xung đột, Victor bị bắn hạ và sau đó thì Michael đành phải đảm đương vị trí của bố già. Sự việc chuyển biến trở nên gay cấn hơn khi Michael đảm nhiệm vị trí bố già và không ngừng tiêu diệt những thế lực có âm mưu và cũng như có mối nguy hại đến cho Victor và đồng thời là cho gia đình và dòng tộc. Chuyện ngoài lề thì đây là một tiểu thuyết cùng tên và được phổ ra thành phim. Thì bộ phim rất được sự đón nhận của quý khán giả trên toàn thế giới, và cũng như là bộ phim có rất nhiều giải thưởng và đồng thời cũng có rất nhiều diễn viên được đạt giải Oscar, trong đó có rất nhiều diễn viên rất là tên tuổi. Mình tin chắc rằng đây là một bộ phim mà mấy bạn không nên bỏ lỡ. Và cuối cùng là vị trí hàng đầu, vị trí top 1. Bộ phim được mang tên là Nhà tù Shawshank. Mấy bạn không thể nào bỏ qua bộ phim này được, vì Nhà tù Shawshank là một bộ phim được đánh giá rất cao trong giới chuyên môn và là top siêu kinh điển của EDM. Bộ phim có nội dung là Andrew, một nhân viên nhà băng và bị kết án tù chung thân khi giết vợ và tình nhân của cô. Anh một mực là cho rằng là mình bị oan, nhưng mà Andy thì bị đưa tới nhà tù Shawshank. Tại đây là thế giới ngầm cũng như là phạm nhân hà khắc và hệ thống quản giáo xung đột cũng như là giành quyền thống trị. Chỉ có tội phạm nhân tập trung lại và bị kẹt ở giữa có thể là bị bỏ mạng. Làm quen với tay quản lý chợ đen Rash, Andy dần thích nghi với cuộc sống tại Shawshank. Xong, kế hoạch lớn cho việc tồn tại trong nhà tù này đã được anh đã suy tính qua con mắt và lời kể của Rash. Cuộc vượt ngục vĩ đại này đã được kể tuần tự và một kết thúc bất ngờ. Phim đã nói lên được những cái giá trị và đặc biệt nhất là giá trị của sự hy vọng. Andy đã có sự hy vọng và sự hy vọng đó làm nên sự một cái tính cách là rất cần mẫn, chuyên năng, kiên trì, kiên định để tất cả để chuẩn bị cho cái cuộc vượt ngục của mình với sự toan tính của mình. Mình xin nhắc lại, đây là bộ phim mà được rất nhiều báo chí và sắp xếp trong những danh sách những bộ phim siêu kinh điển và phim hay nhất phải xem của mọi thời đại. Top 5 phim hay rất vui được chia sẻ những bộ phim hay gửi đến cho quý khán giả. Hãy nhớ ủng hộ kênh của chúng mình nhé. Thank you for watching.